Hải xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn, mình đã quay trở lại với kênh Hải Đường Phố. Thì lời đầu tiên Hải xin chúc tất cả cô chú anh chị các bạn mình có một buổi tối ấm áp hạnh phúc bên gia đình. Thì hôm nay Hải mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo ở Hồ Con Rùa, sau đấy mình ra đến nhà thờ Đức Bà nhé. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 9 2022, và hiện tại bây giờ là 8 giờ tối. Thì mời tất cả chú anh chị mình cùng đi để cảm nhận Hồ Con Rùa về đêm nhé. Thì mọi người thấy là khu vực này rất là lung linh và đẹp ạ. Khu vực này cũng rất nhiều cửa hàng, rất nhiều hàng bán hàng rong ở khu vực này để phục vụ cho mọi người ở khu vực này. Thì như Hải thấy mọi người thấy bảo là hàng rong thì nó không nhếch nhác, nhưng mà Hải thấy cũng nó không có nổi quá đâu mọi người. Thì khu vực này nó người ta đứng cũng gọn gàng, bán nó cũng không xả rác bừa bãi đâu, người ta bỏ rác vào thùng. Mà cái ngành hàng rong là người ta kiếm mưu sinh, rất nhiều người. Thì khu vực Hải đang đi là khu vực cổng trường quốc tế nhá. Thì hôm nay mình sẽ đi dọc đây để xem Hồ Con Rùa về đêm nó đẹp như thế nào nhá. Cái Hồ Con Rùa được hoàn thành cách đây từ hôm 2 tháng 9 ấy, gần một tháng rồi đấy. Thì mọi người có thể thấy là Hồ Con Rùa về đêm rất là đẹp. Hôm nay thì thời tiết nó mới vừa mưa xong nên cũng ít người ghé qua đây chơi lắm. Ngày hôm nay thì có một cơn mưa rất là lớn mới vừa tạnh, nhưng mà nhìn thấy nước ở dưới đang còn lênh láng ở khu vực này. Giờ Hải sẽ đi một vòng Hồ Con Rùa nhé. Mình sẽ đi bên khu vực này để quay cho chú xem. Bên nước mới vừa mưa xong thì nước cũng nhiều này. Thì cũng đây là lần đầu tiên mà Hải quay đêm về Hồ Con Rùa đấy. Và sắp tới là Hải sẽ quay đúng về cái tên như mọi người, sẽ quay về công trình ít hơn. Thì thấy số bạn góp ý là quay công trình ít thôi, lâu lâu mình quay được, chứ quay nhiều quá nó cũng nhàm. Thế hôm nay Hải sẽ giờ đi, Hải sẽ cập nhật những hình ảnh mới về con đường cũng như là cuộc sống của người Sài Gòn nha. Thì như thường ngày khu vực Hồ Con Rùa này là đến tầm này là kín người, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó cũng ít. Ở bên đây có cái chỗ vẹt rét này, nó rất là đẹp ở khu vực này luôn. Về đêm bên dưới thì bán trà sữa. Mình cũng đi dạo quanh một vòng, sau đấy mình sẽ ra đến nhà thờ Đức Bà thì sẽ quay cho mọi người xem quán cà phê bệt ở đấy nhá. Thì mấy ngày hôm nay thì thấy mọi người có thấy là hình như là quy hoạch lại sao á, các quầy bán hàng rong là không thấy bán ở phía bên trong này nữa, mà thấy bán ở phía bên ngoài có vỉa hè đấy. Thì đến khu này mới nhớ đấy. Lúc chiều có cái cây rất là lớn ở khu vực này mọi người, cái cây này ở đây lúc chiều Hải có cập nhật đấy, cây lớn nó rơi vào trúng một chú và ba cái xe máy, lấy được hai cái, còn một cái thì đang ngoài đè. Đến chiều nay thì công nhân có cái sành đã cắt gọn gàng rồi, trả lại mặt bằng ở phía bên đấy. Nên là trời mưa này mọi người đi đường rất cẩn thận nhé. Trên cái khu vực Hải thấy khu vực Phạm Thành này rất nhiều cái lớn đấy. Thì bắt đầu bây giờ thấy là nhiều người ra đến Hồ Con Rùa đấy. Thì mình cùng xem quanh xung quanh cảnh khu đây nhá.
thì báo là sửa chữa ở hồ Con Rùa, nhưng mà Hải thấy là phía bên trong này không có sửa chữa gì thay đổi nhiều, chỉ có phía ở bên ngoài xung quanh hồ Con Rùa như là dọc vỉa hè có lắp thêm ghế đá ngồi này, trồng cây xanh, trồng hoa, trồng cỏ thôi với lát vỉa hè. Còn phía bên trong này thì không thấy có sửa chữa gì đâu. Thì hướng về đường Phạm Thạch mọi người có thể thấy là có một số bán hàng rong ấy, mà không giống như ngày xưa là để ở ngay sát hồ Con Rùa, hôm nay được để phía bên ngoài rồi. Thì mời tất cả chú anh chị mình cùng đi tiếp nhé. Thì thường thường đêm ở khu vực này thì đa phần là các bạn trẻ tới đây gọi hai ly nước rồi bánh tráng trộn rồi những cái đồ ăn vặt ngồi ăn uống ở khu vực này, thì Hải sẽ đi lên phía bên trên đây nha mọi người. Thì hai bên này làm cái giá chắn này đây, mà giá chắn này để hôm sau là có những ngày lễ mình có thể để hoa ở khu vực này. Cảm ơn các ngày lễ được hồ Con Rùa được trang trí hoa rất là đẹp. Ở bên trên này là có rất trồng rất nhiều hoa giấy này. Khu vực này thì thấy khóa cửa, ngày trước là có đi vào đấy, nhưng mà xong cái đợt dịch là thấy đóng cửa luôn, không thể mở nữa. Thì Hải sẽ mời tất cả chú anh chị mình cùng đi dọc đường Phạm Thạch mình ra đến nhà thờ Đức Bà nhé. Thì khi nãy là Hải vừa quay khung cảnh có hồ Con Rùa cho mọi người xem về đêm rồi nhé. Thì dọc đường Phạm Thạch này nó không có cái gì đặc biệt đâu, đa phần là những cái khối văn phòng với nhà hàng là chính đâu. Thì hôm nay mọi người thấy thời tiết nó không ủng hộ cho mình đi qua cho lắm. Ở nhà thì cả buổi không thấy mưa, thì bây giờ vừa ra đây thì nó lại mưa rồi. Mà nó là mưa nặng hạt đấy. Cái này là do ảnh hưởng hậu quả của bão. Thì khu vực này nó cũng hơi tối mọi người. Thế bên này là báo công an nhân dân. Còn bên đây là cái nhà hàng phố 79 rất là lớn. Thì khu vực này nó hơi tối một xíu mọi người xem tạm nha. Trước mặt mọi người đây là đường giao nhau giữa đường Phạm Hồng Thạch và đường Nguyễn Thị Minh Khai. Thì ở bên chỗ nhà văn hóa thành phố, nhà văn hóa thanh niên này, điện sáng trưng đẹp luôn, mới vừa sửa chữa lại xong. Ở đây ở bên đây có cái đang tổ chức cái sự kiện ẩm thực này. Tổ chức vào thứ bảy chủ nhật tuần này mọi người.
Thì thứ bảy tuần này, thứ nhất tuần này hai rảnh thì qua đi quay cho mọi người cùng xem nha. Ở đây cái quán cà phê nó cũng nhiều khách, có sao tối đi qua đây đông khách thế. Thì nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh này thì cái ngày Tết cũng vậy, Tết tổ chức cái hội hoa xuân rất là lớn. Và ở phía bên này thì chuyên tổ chức các sự kiện. Còn bên này là đoạn thiên nhiên rồi mọi người. Đấy, cũng rất là đẹp ở đây luôn. Đây, về đêm lên rất là nổi. Đây, khu vực này là ăn cho lễ hội ẩm thực, ăn cho đá thèm đây. Đang dựng các cái nhà xưởng, nhà căng tin ở khu vực này và tổ chức vào 9 giờ đến 22 giờ thứ bảy chủ nhật ngày mùng 1 và ngày mùng 2 nhé tại khu vực này. Thì trước mặt mọi người đây là đường Nguyễn Văn Chiêm à, giao nhau với đường Phạm Hồng Thạch. Sau đấy là mình sẽ ra đến đường Lê Duẩn nhé. Dọc quán cà phê ở đây thì nó cũng không đông đâu mọi người. Ở đây quán cà phê ở đây nó cũng ít vì giá nó cũng mặt bằng. Khu vực này chắc nó cũng mắc. Thì trước mặt mọi người đây là nhà thờ Đức Bà ở đây. Nhưng mà nhìn có vẻ nó tối om, không có ánh điện luôn đó. Thế chỉ thấy đằng trước thì nó mới đẹp được thôi. Thì hôm nay video này cứ chắc cũng dài đấy mọi người. Nên mọi người cố gắng xem đến cuối video để ủng hộ Hải nhé. Cũng như là lúc đầu với Giang Hải có nói, sắp tới là Hải sẽ quay ít công trình hơn và mình sẽ quay chuyên về đường phố. Bên này tòa Diamond Plaza thì đang tiến hành sửa chữa rồi, không còn thấy kinh doanh như hôm trước. Ngày trước thì Tết mọi người được trang trí ở khu vực này rất là đẹp. Ở đây thì nay thì đóng cửa luôn rồi. Ở phía rất là xa Vincom này rất là đẹp luôn đấy mọi người. Đèn LED đổi màu rất là đẹp. Hôm nay thì Hải cảm thấy là Sài Gòn có vẻ ít xe hơn so với những ngày khác hay sao á. Nhìn thì có vẻ ít lắm. Nhà thờ Đức Bà này sửa chữa rất là lâu rồi mọi người, mà do ảnh hưởng dịch nên nó cũng lâu hơn so với dự kiến. Thì điện này thì mọi người có thể ra được đưa điện thành phố luôn. Sẽ quay sơ về đêm với thành phố, sau đấy mình sẽ đến nhà thờ Đức Bà nha. Ở đây có 4 chiếc Vespa đời cũ này, rất là đẹp. Tiếp theo đấy là đây là con đường Nguyễn Văn Bính nhé, còn là con đường sách luôn đấy. Không biết là đêm có gì, chắc đêm không có đâu, đóng cửa hết.
Thì đến sang phía bên này mới thấy nhà thờ có ánh đèn sáng gì cũng bên trong. Và mà bưu điện thành phố thì giờ này đóng cửa là chắc chắn rồi. Phía bên này nó không có gì đặc sắc lắm. Mọi người có thấy là Sài Gòn về đêm rất chi là buồn, lại có thêm cơn mưa nữa. Đấy, ngày hôm nay gió mạnh, lúc tầm khoảng 4 giờ là có một trận mưa rất là lớn, gió thổi mạnh. Để trước mắt mọi người đây là đường Nguyễn Du nhỉ, thì Hải sẽ được rẽ vào nhà thờ Đức Bà, cái trước của nhà thờ Đức Bà, quay cho mọi người xem có gì không nhá. Phía bên kia thì có cà phê Bệt đấy, nhưng mà giờ này chắc mưa nó cũng ít khách. Thì ở nhà thờ Đức Bà thì nó cũng tối om, phía trước này có xíu ánh đèn này. Và ở trên nóc này thì có hai cái đèn sáng là sáng đẹp ở khu vực này. Hoa này thì được thay liên tục. Ai có thấy lúc nào mà nó hết hoa là người ta thay à? Rất nhiều lần rồi, ai để ý á. Các ngày lễ người ta cũng thay hoa đi cho nó trang trí em. Ban ngày khu vực này rất là đẹp luôn. Ban đêm thì mọi người thấy hoa này nó không được tôn lên vì nó không được nổi bật lắm. Ở đây cũng vậy, đây có những hoa rất là đẹp ở đây. Hải sẽ lên phía trước này một xíu rồi mình quay cho mình xem nha. Thì đợt này đường phố nó cũng vắng nha mọi người. Mọi người nhìn thấy rất là vắng vẻ luôn. Thì ở phía bên này là có một ít cái chỗ nhà sách Đức Bà này. Bên này nó có cái bạt xe nên cũng nhiều người ngồi đây không. Thì hôm nay nó cũng mưa nó ảnh hưởng. Rất thường thường đây khu vực này là 11, 12 đêm cũng rất là đông luôn, không phải bây giờ.